One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon, chất âm 2 chuẩn high def, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế, đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút. Khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào các bạn. Lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 của Mỹ hoạt động ngoài khơi Yemen, cáo buộc nó làm nhiệm vụ do thám và hỗ trợ Israel. Lực lượng phòng không đã bắn hạ máy bay không người lái UAV MQ-9 của Mỹ khi nó đang tiến hành hoạt động do thám và trinh sát thù địch trên lãnh hải Yemen. Sự hiện diện của UAV là một phần nỗ lực hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Israel, Zahia Sari, người phát ngôn của Houthi, thông báo hôm nay. Nhóm Houthi cũng công bố video về sự việc cho thấy UAV Mỹ bị theo dõi trên cảm biến hồng ngoại và ảnh nhiệt trước khi trúng tên lửa và rơi xuống. Lực lượng vũ trang Yemen có quyền bảo vệ đất nước và chống lại mọi mối đe dọa. Những động thái thù địch sẽ không thể ngăn chúng tôi duy trì chiến dịch chống lại chính thể Israel đang đàn áp người dân Palestine, phát ngôn viên Sari nói thêm. Hai quan chức Mỹ giấu tên sau đó xác nhận thông tin, nói rằng chiếc MQ-9 bị bắn rơi ở không phận quốc tế ngoài khơi Yemen, và Bộ Tư lệnh Trung tâm CENTCOM, đơn vị phụ trách tác chiến quân đội Mỹ tại Trung Đông, đang đánh giá sự việc. MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Định danh MQ cho thấy nó là một máy bay không người lái đa nhiệm, trong khi 9 là thứ tự của phi cơ trong các dòng UAV của Mỹ. Đây là dòng UAV tiêm diệt đầu tiên của Mỹ được thiết kế cho hoạt động trinh sát tầm xa ở độ cao lớn. Hệ thống cảm biến của MQ-9 gồm cụm chỉ thị mục tiêu đa phổ AN/DAS-1 với kênh truyền hình màu, hồng ngoại và bộ chiếu xạ laser, kết hợp với radar AN/APY-8-2 có tính năng quét khẩu độ tổng hợp để tạo ra hình ảnh 3 chiều của địa hình và tìm kiếm mục tiêu. Báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi máy bay Reaper có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD. Lực lượng Houthi từng 2 lần bắn rơi loại UAV này trên bầu trời Yemen hồi năm 2019. Nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn đang kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ tại Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa. Houthi đối đầu với liên minh quân sự do Ả Rập Saudi dẫn đầu, vốn can thiệp vào Yemen từ tháng 3 năm 2015 nhằm khôi phục chính phủ của Tổng thống Abdrabbuh Mansur Hadi. Houthi tuyên bố là một phần trong trục kháng chiến nhằm vào Israel, gồm các nhóm vũ trang tại Liban, Syria và Iraq được Iran hậu thuẫn. Iran được đánh giá là ủng hộ Hamas về tài chính và quân sự, song nhiều lần tuyên bố không liên quan đến vụ tấn công nhắm vào Israel vào ngày 7 tháng 10. Lực lượng Houthi những tuần gần đây nhiều lần tập kích UAV và tên lửa vào Israel, nhưng đều bị tàu chiến của Washington và Tel Aviv đánh chặn. Houthi tuyên bố nhóm ủng hộ Hamas và có thể khiến Israel lo ngại về kho vũ khí đa dạng của mình, dù chúng khó gây thiệt hại trực tiếp cho Tel Aviv. Sau khi chiến sự Israel-Hamas bùng nổ hôm 7 tháng 10, lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn tại Yemen đã nhiều lần tung các đòn tập kích nhắm vào lãnh thổ Israel bằng tên lửa, thiết bị bay không người lái UAV nhằm thể hiện sự ủng hộ với nhóm Hồi giáo kiểm soát giải Gaza. Đáng chú ý nhất là vụ tấn công hôm 31 tháng 10, khi lực lượng Houthi phóng một quả tên lửa đạn đạo đất đối đất nhắm vào thành phố Eilat ở phía nam Israel. Quả tên lửa bay ít nhất 1.600 km trước khi hệ thống phòng không Arrow của Israel đánh chặn. Đây là vụ tập kích bằng tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất ở khoảng cách xa nhất từ trước tới nay mà Houthi thực hiện nhắm vào Israel. Lầu Năm Góc cho hay Houthi đang sở hữu tên lửa có tầm bắn hơn 2.000 km, song không biết chi tiết. Các thông tin này cho thấy lực lượng phiến quân kiểm soát diện tích rộng lớn ở Yemen đang nắm trong tay năng lực quân sự đáng gờm, có thể đe dọa Israel từ khoảng cách xa. Khác với Hezbollah, thành viên khác trong trục kháng chiến chống Israel của Iran ở Trung Đông, Houthi không che giấu sức mạnh quân sự của mình mà thường xuyên phô diễn các vũ khí trong kho, gần nhất là tại buổi diễu binh diễn ra ở thành phố Sanaa của Yemen hôm 21 tháng 9. Theo Fabian Hinz, chuyên gia về tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS, trụ sở tại London, các hình ảnh do Houthi công bố cho thấy lực lượng này sở hữu ít nhất 4 loại tên lửa UAV có thể vươn tới lãnh thổ Israel. Loại thứ nhất là tên lửa hành trình phóng từ mặt đất Kurs, được Iran định danh là 351 hoặc Pave, có tầm bắn khoảng 1.600 km. Do đó, có thể vươn tới thành phố Eilat ở cực nam Israel nếu được phóng từ cực bắc Yemen. Một báo cáo cho biết các phiên bản nâng cấp của tên lửa Kurs sở hữu tầm bắn hơn 2.000 km, đủ sức vươn tới nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Israel. Tên lửa sử dụng đầu đạn nổ nặng vài trăm kg, tốc độ bay khoảng 600 km/h. Giống như mẫu tên lửa hành trình khác, Kurs có thể bay xa hơn đáng kể nếu được thu nhỏ đầu đạn, bổ sung nhiên liệu và chỉnh sửa thiết kế, theo chuyên gia Hinz. Dù vậy, tên lửa Kurs sử dụng công nghệ dẫn đường bằng định vị vệ tinh GPS nên dễ gây nhiễu. Phần lớn các phiên bản của dòng tên lửa này yêu cầu tổ vận hành phải nhập tọa độ mục tiêu trước khi phóng. Dữ liệu này không thể thay đổi khi quả tên lửa khai hỏa. Lực lượng Houthi cũng sở hữu nhiều loại tên lửa đạn đạo, trong đó có mẫu Tufan, phiên bản sao chép từ dòng Kader do Iran sản xuất. Đây dường như là vũ khí được Houthi sử dụng trong cuộc tập kích Israel vào hôm 31 tháng 10. Tên lửa Tufan có thể mang theo đầu đạn nặng 500 kg, sở hữu tầm bắn tối đa gần 2.000 km. Tuy nhiên, không được trang bị hệ thống dẫn đường phá cuối như phiên bản gốc, do đó có tính chính xác thấp hơn. Một loại vũ khí khác có thể đe dọa Israel là UAV tự sát Shahed-136 do Iran chuyển giao cho lực lượng Houthi. Đây cũng là loại UAV mà phương Tây cáo buộc Iran đã chuyển cho Nga để tập kích cơ sở tầng năng lượng của Ukraine mùa đông năm ngoái. Đường Houthi gọi là YX-2, mẫu UAV này có tầm hoạt động hơn 2.000 km, có thể mang theo đầu đạn 50 kg, tốc độ bay khoảng 200 km/h, đồng nghĩa mất khoảng 8 tiếng để tới được lãnh thổ Israel. UAV dựa vào tín hiệu GPS thương mại để điều hướng, nên dễ bị vô hiệu hóa bằng thiết bị tác chiến điện tử. Houthi còn sở hữu một mẫu UAV khác có thể tập kích Israel là dòng Samad. Biến thể mới nhất Samad 3 có tầm bay khoảng 1.600 km, tốc độ bay chậm hơn so với dòng Shahed-136 của Iran. Giới quan sát cho rằng, phần lớn vũ khí có sức đe dọa cao của Houthi đều có nguồn gốc từ Iran, quốc gia hậu thuẫn nhóm này. Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ hôm 23 tháng 10 cho biết, khí tài mà Iran chuyển giao cho Houthi những năm gần đây ngày càng gia tăng về độ phức tạp và khả năng sát thương. Theo Matthew B, chuyên gia của công ty phân tích tin tình báo Rand, trụ sở ở Mỹ, nguồn cung vũ khí từ Iran có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng Houthi, đặc biệt là khí tài có độ phức tạp cao, sử dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống dẫn đường. Dù vậy, phần lớn kho vũ khí tầm xa của Houthi có độ chính xác thấp. Bì cho biết tên lửa UAV của Houthi tương đối dễ để đánh chặn do chúng vẫn còn khá thô sơ so với nhiều mẫu hiện đại khác của các cường quốc quân sự. Theo chuyên gia này, Houthi từ năm 2015 đến năm 2021 đã triển khai tổng cộng 1.000 tên lửa UAV để tập kích Ả Rập Saudi, quốc gia hậu thuẫn chính phủ được quốc tế công nhận trong nội chiến Yemen, song phần lớn đều không trúng mục tiêu. Không chỉ có độ chính xác hạn chế, kho vũ khí tầm xa của Houthi còn được cho là không dồi dào về số lượng. Vì những lý do này, các đòn tập kích của Yemen khó có thể xuyên thủng lá chắn phòng không đa tầng của Israel, chuyên gia Bì nhận định. Để bù đắp các điểm yếu này, lực lượng Houthi thường áp dụng chiến thuật tập kích theo nhóm, kết hợp giữa lực lượng nhỏ rocket, tên lửa với lượng lớn UAV. Theo Brent Gleick, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Hudson, trụ sở tại Mỹ, UAV Houthi được chia làm hai nhóm, dẫn đầu và khóa đuôi loạt tên lửa. Loạt UAV đầu tiên có nhiệm vụ quấy nhiễu, làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương. Sau khi phòng không đối phương phóng hết loạt đánh chặn loạt tên lửa, nhóm UAV phía sau sẽ thừa cơ tập kích. Clark cho biết, nhấn mạnh cách đánh này đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu của Ả Rập Saudi và căn cứ tiền tiêu của Mỹ ở Trung Đông. Tuy nhiên, chuyên gia Hinz cho rằng chiến thuật trên của Houthi khó phát huy tác dụng với một đối thủ ở cách hàng nghìn km như Israel. Nếu là Hezbollah, lực lượng ở gần Israel, thì 1.000 quả rocket một ngày có thể làm quá tải hệ thống phòng không của đối phương. Tuy nhiên, nếu chỉ có thể bắn được vài chục quả tên lửa UAV cùng một lúc như Houthi, và lại từ khoảng cách xa hơn nhiều, thì rất khó để đánh gục lớp phòng vệ của Israel, Hinz nêu quan điểm. Dù vậy, không loại trừ khả năng một số tên lửa UAV vẫn có thể lọt qua. Trên thực tế, chỉ cần số lượng nhỏ UAV, tên lửa của Houthi xuyên qua được lớp phòng thủ cũng có thể gây thiệt hại đáng kể với Israel. Điều đã được chứng minh tại Ả Rập Saudi. Dù Riyadh tuyên bố đánh chặn hầu hết số tên lửa UAV phóng từ Yemen, các cuộc tập kích vẫn khiến cho khoảng 120 người Ả Rập Saudi thiệt mạng. Theo Hinz, các đòn tập kích của Houthi sẽ nguy hiểm hơn nếu lực lượng này chuyển mục tiêu từ lãnh thổ Israel sang khu vực Biển Đỏ ngay bên cạnh, đặc biệt là eo biển Bab el-Mandeb, một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới, nhằm gây sức ép gián tiếp với Tel Aviv và đồng minh Mỹ. Houthi hiện sở hữu lượng lớn tên lửa đối hạm, có tầm bắn 500 đến 800 km tùy loại. Chuyên gia Clark cũng cho rằng Houthi sẽ sở hữu lợi thế lớn nếu đối đầu với tàu chiến Mỹ làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế ở Biển Đỏ. Tàu khu trục USS Carney ở Biển Đỏ tháng trước đã bắn hạ tên lửa UAV phóng từ Yemen, song nó chủ yếu sử dụng tên lửa đánh chặn SM2, có giá 300.000 USD một quả. Clark cho biết, nếu Houthi kiên trì tấn công bằng UAV có giá khoảng 10.000 USD trở xuống, cũng như tên lửa chống hạm đời cũ do Iran cung cấp, chẳng mấy chốc tên lửa đánh chặn trên tàu chiến Mỹ sẽ cạn kiệt hoặc bị quá tải. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.